mục Bác sĩ cây trồng với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn. Bà con và các bạn đang đến với chuyên mục Bác sĩ cây trồng do Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn phối hợp thực hiện. Thưa bà con, các loại cây trồng rất dễ bị các loại dịch bệnh hại tấn công, gây hại cắm phá thân cành, rễ cây, hoa, trái, hạt, quả. Tuy nhiên, với việc sử dụng sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật không đúng cách, nhà nông có thể gây ra tình trạng các dịch hại phát triển tính kháng thuốc. Mở đầu chuyên mục hôm nay, Thạc sĩ Huỳnh Kim Ngọc, chuyên gia nông nghiệp có giải đáp cho bà con nông dân về giải quyết tính kháng thuốc của côn trùng. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Kính thưa các bác nông dân, thưa các bạn nghe đài, thưa anh Thắng. Thì trong thực tế đó, khi chúng ta chăm sóc cây hoa màu, cây trồng của mình, chúng ta thường thường thấy có một số loại sâu rầy nó kháng rất là nhanh. Thì một số loại sâu rầy đó là cái gì? Thì có thể kể ra là nhất là con nhện kháng rất là nhanh. Bên cạnh đó là tiếp theo là con bọ trĩ, con rẹp, con sâu tơ. Cô bác nào mà trồng bắp cải hoặc là những cái loại rau cải thì thấy là con sâu tơ nó xuất hiện rất là nhiều. Chúng ta phun thuốc nó thì nó chết nhưng lần lần nó sẽ kháng rất là nhanh. Bà con nào trồng lúa thì cũng biết là cái con sâu keo kháng rất là nhanh, đặc biệt con sâu cuốn lá lúa rất nhanh. Bà con nào trồng đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành, đậu phộng thì biết là thấy có con sâu xanh da láng hoặc là cái con sâu đục quả trên cà chua, một số loại rầy nâu. Thì một số những cái đối tượng mà chúng tôi vừa nói là nó hình thành cái tính kháng rất là nhanh. Như vậy á, cái vấn đề là bây giờ nếu đối với một số loại thuốc mà nó hình thành cái tính kháng nhanh như vậy thì chúng ta phải làm sao các bác? Thì như vậy là chúng ta phải áp dụng nhiều biện pháp, trong đó nó có biện pháp giống, loại giống là giống kháng. Cái biện pháp canh tác, chúng ta trồng đúng thời vụ, chúng ta không có trồng sớm quá hay trồng muộn quá, rồi chúng ta không có trồng những mật độ dày quá, rồi dày quá thì nó sẽ có nhiều sâu rầy. Khi ta bón phân á, chúng ta cũng bón phân cân đối hợp lý, không có bón thừa đạm, không có bón đạm muộn. Nên bị chúng ta bón thừa đạm, bón đạm muộn thì nó sâu rầy nó rất là nhiều, mà sâu rầy rất nhiều chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải dùng thuốc. Rồi khi chúng ta chăm sóc thì chúng ta phải chăm sóc cho cây trồng ta khỏe. Bị cây nó khỏe đó thì cái sâu nó sẽ ít đi. Rồi ta thăm đồng thường xuyên để chúng ta thấy là khi nó mới có lác đác vài ba con, chúng ta chờ thời gian nữa xem nếu nó nhiều mà ta gọi là cái ngưỡng kinh tế nó bắt đầu nó gây hại thì chúng ta mới phun, chứ nếu nó có vài ba con thì chúng ta cũng không cần phải phun. Bà con thỉnh thoảng nghe người ta nói là phun thuốc khi mà con sâu này nó đạt đến cái ngưỡng kinh tế. Thì mỗi cái loại cây trồng, mỗi loại dịch hại thì người ta có đề ra một cái ngưỡng kinh tế, tức là khoảng mấy con sâu, mấy con rầy trên một mét vuông hoặc trên một lá thì người ta mới phun. Thì cái khái niệm đối với các bác thì nó hơi lạ, nhưng mà tôi nói nôm na là nếu sâu nó ít quá thì thôi đừng phun. Còn nếu mà sâu bắt đầu mình thấy nó nhiều đó thì chúng ta mới phun. Rồi khi chúng ta phun thuốc, chúng ta phun đúng cái liều hướng dẫn trên nhãn. Chúng ta không có phun thấp hơn cái liều khuyến cáo, cũng không có phun cao hơn cái liều khuyến cáo. Rồi chúng ta phun đúng cái lượng nước thuốc theo khuyến cáo. Cái nữa là chúng ta phải luân phiên thuốc. Luân phiên thuốc đó, chúng ta sử dụng những loại thuốc có cái tính chất tác động khác nhau, như là thuốc A có động tiếp xúc, là thuốc B có dụng vị độc, là thuốc C dụng lưu dẫn, thì chúng ta sử dụng luân phiên, không sử dụng hoài một loại thuốc. Chúng ta sử dụng luân phiên như vậy đó thì cái tính kháng thuốc nó sẽ hình thành, trước sau đó cũng hình thành thôi, nhưng mà sẽ hình thành rất là lâu, một thời gian lâu sau, chứ không phải là cho hình thành nhanh. Nếu mà chúng ta dùng hoài một loại thuốc đó, thì tính kháng nó sẽ hình thành rất là nhanh. Thì trên đây là một số vấn đề mà chúng tôi cũng xin đề cập đến một cái hiện tượng mà cô bác cũng thỉnh thoảng hay nói là hay hỏi tôi là tại sao cái thuốc này tôi phun nó rất là lúc đầu nó chết mà là sao nó lờn thuốc hay sao đó. Thì chúng ta đã qua cái trình bày chúng tôi đó thì chúng ta biết là đó là cái tính kháng thuốc đối với côn trùng. Và chúng ta đã tìm hiểu xem qua một số khái niệm và những cái biện pháp để chúng ta làm sao để cho kéo dài cái thời gian mà côn trùng nó kháng. Xin cảm ơn các bác nông dân và các bạn nghe đài. Bà con và các bạn vừa nghe Thạc sĩ Huỳnh Kim Ngọc, chuyên gia nông nghiệp có giải đáp cho bà con nông dân về giải quyết tính kháng thuốc của côn trùng.